Tiếp theo là phần trình diễn của các võ sinh câu lạc bộ võ thuật cổ truyền Học viện An ninh Nhân dân do võ sư Hoàng Thanh Phong huấn luyện. Quý vị và các đồng chí đang xem màn đánh tay pha 1-2 do các môn sinh câu lạc bộ võ cổ truyền biểu diễn. Tiếp theo chương trình là phần biểu diễn của các võ sinh câu lạc bộ võ thiếu lâm Học viện An ninh Nhân dân do võ sư Nguyễn Văn Trung huấn luyện. Bài quyền tập thể Ngọc Trảm. Do đặc thù là một môn võ cổ truyền nên thiếu lâm Sơn Đông có rất nhiều kỹ thuật phòng vệ, chiến đấu cùng nhiều bài quyền cấp cao phù hợp với từng đối tượng võ sinh và từng cấp đai. Qua quá trình khổ luyện đó, các võ sinh không ngừng được nâng cao về mặt sức khỏe, tăng cường thể chất mà còn rèn luyện được tính kiên trì, cần cù khéo léo, đúng như tiêu chí của môn phái đặt ra là người luyện võ, võ luyện người. Quên à.